Ông John McCain, thượng nghị sĩ, ứng viên tổng thống, anh hùng dân tộc qua đời ở tuổi 81. Thượng nghị sĩ John McCain, cựu ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và là một tù nhân chiến tranh đã qua đời ở tuổi 81, chỉ trước sinh nhật lần thứ 82 của ông vài ngày sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư não. John Sidney McCain the mươi 81 tuổi là con trai và cháu trai của những tư lệnh hải quân đáng kính Ông được sinh vào ngày 29 tháng 8 năm 1936. Là một phi công hải quân, ông đã thoát chết trong một đám cháy trên tàu USS Forresto năm 1967. Cũng vào năm này, máy bay của ông McCain bị bán hà tại Hà Nội, Việt Nam và ông bị quân Bắc Việt bắt giữ, tra tấn hơn 5 năm tù. Sau khi trở lại Arizona, Hoa Kỳ, ông McCain đã ra ứng cử quốc hội năm 1982. Ông bị gọi là carpet backer. Tuy nhiên, ông vẫn giành chiến thắng một ghế tại Hạ viện. Sau nhiệm kỳ, ông được bầu vào Thượng viện. Kế nhiệm ông Barry Goldwater, McCain kết hôn với Cindy Hensley vào năm 1980. Bà là vợ thứ hai của ông McCain, là con gái của một nhà phân phối bia Valley. Ông McCain có bảy người con, trong đó Bridget được nhận nuôi từ Bangladesh Megan McCain là người dẫn chương trình truyền hình và là một blogger trong sự nghiệp chính trị của ông có một điểm xấu là bê bối trong chiến dịch kidding five sau đó ông xoay sang vận động cải cách cơ chế tài trợ vận động tranh cử chống lại cách dùng tiền bạc để vận động chính trị hành lang ông được xem là người có suy nghĩ độc lập không phụ thuộc vào đảng của mình khi ông phối hợp với đảng dân chủ về chiến dịch cải cách cơ chế vận động tranh cử và các vấn đề khác. Ông McCain đã tranh cử tổng thống năm 2000 và 2008. Trong đó, năm 2008, ông nhận được đề cử của đảng Cộng Hòa. Ông McCain thua trong cuộc tranh cử với Barack Obama. Năm 2000, ông McCain đã lái chiếc xe bus mang tên Straight Talk Express để vận động cho cựu tổng thống George W. Bush. Sau hai lần thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Ông McCain tiếp tục với cương vị thượng nghị sĩ và một chính sách cao tuổi. Ông đã thăm nhiều quân đội nước ngoài và tập trung vào chính sách đối ngoại. Do tác động trong thời gian bị bắt việc, bắt làm tù binh, vai ông dường như yếu đi và không thể nhấc cao quá đầu. Ông cũng có những mối nguy sức khỏe khác bao gồm bị ung thư da để lại một vết sẹo lớn trên má ông. Vào tháng 7 năm 2017, nghệ nghị sĩ được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Gia đình ông tuyên bố ông đã chọn ngừng điều trị bệnh một ngày trước khi ông qua đời. Ngay cả trong những ngày cuối cùng, ông McCain vẫn sống trong danh tiếng của một người đóng vai trò quyết định. Vào tháng 8 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, ông McCain đã trở lại thượng viện để bỏ phiếu quyết định duy trì Obamacare. Ông đã viết 6 cuốn sách với sự trợ giúp của phụ tá Mark Soltner, tất cả đều cùng một chủ đề về sự can đảm. Tại Arizona, thống đốc Doug Kitzhaber đã ra lệnh trao cờ rủ để tưởng nhớ đến ông McCain. Tại những nơi khác, đóng góp về sự chính trị và quân sự đã khiến ông McCain được ca ngợi từ cả hai phía đảng. Cựu tổng thống Obama cho biết trong phát biểu hôm tối thứ bảy, ông McCain là người trung thành với lý tưởng cao quý, những lý tưởng mà các thế hệ người Mỹ và người nhập cư đã chiến đấu hành quân và hy sinh để bảo vệ. Tất cả chúng ta đều nợ anh ấy. Ngoài ông Obama, tất cả các cựu tổng thống khác cũng đều chia buồn và tưởng nhớ đến ông McCain. Cựu tổng thống George W. Bush, người đã giành chiến thắng năm 2000, cho biết trong một tuyên bố, một người có một cuộc sống hoạt bát đến mức rất có thể chấp nhận có ngày họ phải ra đi một tiếng nói mạnh mẽ đến mức thật khó tưởng tượng, có ngày tiếng nói ấy lại phải im lặng. Phó Tổng thống Mike Pence cũng vinh danh ông McCain trên Twitter. Ông McCain đã dành cả đời để phục vụ quốc gia, dù trong quân đội hay trong đời sống cộng đồng. Xin Chúa ban phước cho ông. Tháng trước để vinh danh thượng nghị sĩ, Hải quân đã lấy tên ông đặt cho tàu khu trục hoạt tiễn John S. McCain. Ông và cha ông đều là những hải quân tốt nghiệp từ Annapolis. Dư lực chi tiêu ngân sách hàng năm cũng được đặt tên McCain vì ông từng là chủ tịch của Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thượng nghị sĩ cho McCain vào tối thứ Bảy. Mặc dù cả hai có mối quan hệ cay đắng kéo dài đến những ngày cuối đời thượng nghị sĩ McCain, Tổng thống chia sẻ trong một tweet ngay sau khi ông McCain được thông báo đã qua đời vì bệnh căn ung thư não, ông biết, bằng tất cả trái tim chúng tôi cầu nguyện cho bạn. Tòa Bạch Ốc cũng treo cờ rủ vào tối thứ Bảy để vinh danh thượng nghị sĩ cho McCain. Michael Glasner, giám đốc điều hành văn phòng tổng thống của Donald Trump cho biết, trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, chiến dịch treo cờ rủ nhằm gửi lời chia buồn. Ông Michael Glasner nói, chúng tôi rất khuyến khích tất cả người Mỹ hãy tự nhớ đến thượng nghị sĩ Joe McHenry trong lời cầu nguyện của họ và gia đình vào dịp cuối tuần. Hai người bị giết, 11 người bị thương tại một giải đấu game ở Florida. Một game thủ đã bắn chết hai người và làm nhiều người khác bị thương trước sự tự sát trong một sự kiện đấu game tại Florida. Troy Kula, giám đốc giải đấu Evolution Championship Series một sự kiện thể thao chủ yếu bao gồm các trò chơi chiến đấu chia sẻ. Rõ ràng chúng ta cần phải chủ động hơn cho giải đấu vào năm 2019. Và xa hơn nữa, giải đấu đã thu hút khoảng 15.000 người tham gia. Vào tháng 3, các nhà tổ chức đã gọi điện thoại thông báo cho FBI khi có người viết trên mạng trực tiếp sẽ có nổ súng vào giải đấu at EVO 18. Hẹn gặp các bạn ở đó. Ông Kula cũng viết vào hôm Chủ nhật cho biết Giải đấu vẫn được tiếp tục. Có nhiều cảnh sát chim tại EVO. Và chúng tôi đã đặt máy do kim loại vào những ngày sau đó. Esports là doanh nghiệp lớn. Báo cáo của Goldman Sachs năm 2017 cho biết tổng giá trị của Esports là 500 triệu Mỹ Kim vào năm 2016 và dự đoán sẽ tăng trưởng hơn nữa. Công ty này phát đạt nhờ thành lập đội thể thao điện tử. Milwaukee Bucks NBA đã tài trợ cho một đội trong đó có một game thủ đã bị thương trong đợt xả súng hôm Chủ nhật. Không có gì ngạc nhiên khi người ta muốn tham gia giải đấu để trở thành triệu phú bất ngờ. Epic Games đã công bố hồi tháng 5 sẽ cấp 100 triệu mì Kim để tài trợ cho các giải đấu. Fortnite trong năm thi đấu đầu tiên, giải hôm Chủ nhật được phát hiện trực tiếp trên Switch TV, một mạng trực tuyến thu hút hàng triệu khách hàng xem. Theo website thể thao của EA, nhà phát triển game cho biết hai người chơi giỏi nhất tại sự kiện Jacksonville sẽ được tham gia sự kiện chính Maiden Classics tại Las Vegas, Nevada dự kiến được tổ chức vào tháng 10. Giải đấu ở Las Vegas có trị giá tổng giải thưởng 165.000 Mỹ Kim, trong đó game thủ giành chiến thắng sẽ mang về 25.000 Mỹ Kim. Nhà phát triển game tại giải đấu Maiden đã ra tuyên bố gọi cuộc xả súng là kinh khủng và vô nghĩa. Chúng tôi hiện đang tập trung vào những người ảnh hưởng và hỗ trợ thi hành pháp luật để điều tra tội ác này. Một số game thủ hàng đầu của các nhà quan sát ngành công nghiệp game cho biết Bộ phận an ninh đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng trong môn thể thao này. Christian Thomas, giám đốc chương trình eSports cho Switch, giết rằng thật đau lòng khi nghe tin về sự kiện của Maiden. Những việc như vậy sẽ xảy ra bất cứ lúc nào an ninh tại eSports cực kỳ yếu kém và chúng ta đã không đẩy mạnh nó. Hồi tháng 12, giải đấu Call of Duty World League được tổ chức tại Dallas đã bị giải quyết hai lần vì các mối đe dọa về bơm. Seth Banner, một nhà vô địch trong giải đấu X Games và Call of Duty World Champion, đã viết trên Twitter sau sự kiện hôm Chủ nhật. Tôi đã nói rằng cần tăng cường an ninh cho các sự kiện. Một số game thủ nói rằng áp lực cạnh tranh và mong muốn chiếm được tình cảm của người hâm mộ khiến họ lao vào chơi game dữ dội điều đó khiến họ mắc phải các vấn đề về tâm thần lo âu hoặc tệ hơn nữa